Sáng 15 tháng 12, Ngày hội Hoa Sở lần thứ tư đã diễn ra tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Tại đây, du khách tham dự không chỉ được ngắm hoa sở nở trắng trên các triền đồi mà còn được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên nơi biên cương và trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc. Đặc biệt, trong chương trình khai mạc Hội Hoa Sở năm nay có hoạt động triển lãm tranh với 60 tác phẩm của 16 tác giả đến từ câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và sự tham gia biểu diễn của đoàn nghệ thuật đến từ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sự kiện Hội Hoa Sở nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long Quảng Ninh, thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách.